Xin chào các em, hôm nay cô sẽ chữa cho các em các bài tập ở trang 22 thuộc cái bài so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên các em nhé. Bài này, phần này chúng ta gồm có 3 bài giống như các em thấy ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu bài đầu tiên luôn. Bài này thì là điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng vào cái chỗ 3 chấm này. Vậy đối với con số, đối với cái phép so sánh đầu tiên thì chúng ta phải nhớ lại quy tắc khi chúng ta so sánh hai số với nhau. Thì số nào có nhiều chữ số hơn thì sẽ lớn hơn. Vậy số bên trái của chúng ta nó có 1, 2, 3, 4, 4 chữ số. Còn bên phải của chúng ta chỉ có 3 chữ số thôi. Nên chúng ta điền luôn là bên trái thì sẽ lớn hơn bên phải giống như ở đây. Tiếp tục đến cái phép so sánh thứ hai. Cái số bên trái của chúng ta có 4 chữ số. Nhưng số bên phải của chúng ta có 5 chữ số. Do đó chúng ta sẽ điền dấu nhỏ hơn giống như các em thấy đây. Ở đây chúng ta có là 39.680. Thế còn bên này nó lại là một phép tính. Vậy các em phải cộng vào đã. Ở đây là 39.000 cộng với 680 thì nó cũng ra là 39.680. Vậy thì hai bên này giống y hệt nhau, nên chỗ này chúng ta sẽ điền vào đây, đó là điền dấu bằng. Phép tính, phép so sánh tiếp theo, bên trái có 5 chữ số, bên phải có 5 chữ số. Vậy thì chúng ta lại phải bắt đầu so sánh từng chữ số ở từng hàng từ phía bên trái sang. Ở đây hàng chục nghìn của chúng ta là 3, hàng chục nghìn ở đây cũng là 3, hàng nghìn ở đây là 5, hàng nghìn ở đây cũng là 5, hàng trăm ở đây là 7, hàng trăm bên này cũng là 7, nhưng đến hàng chục ở bên trái này là 8, hàng chục bên trái này là 9. Vậy thì chúng ta sẽ có dấu nhỏ hơn giống như em thấy đây. Đến số 92.501 và 92.410 thì mình thấy là hàng nghìn của chúng ta là 92, hàng nghìn ở đây cũng là 92. Vậy chúng ta sẽ so sánh đến hàng trăm. Hàng trăm ở đây là 5, nhưng hàng trăm ở đây chỉ là 4 thôi. 5 lớn hơn 4, do đó 92.505 sẽ lớn hơn 92.410. Tiếp tục đến với cái phép so sánh cuối cùng. Ở đây chúng ta thấy nó viết dưới dạng tổng nên chúng ta phải cộng cái này lại trước đã. Và khi kem cộng lại thì đây nó sẽ bằng là 17.600. Với bên trái của chúng ta là 17.600, với bên phải của chúng ta cũng là 17.600. Do đó ở đây chúng ta sẽ điền là dấu bằng. Đến bài tập số 2, viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Vậy thì chúng ta so sánh ở đây, tất cả ở đây đều là số có 4 chữ số. Nên bây giờ chúng ta sẽ so sánh đến chữ số hàng nghìn. Hàng nghìn tất cả đều là 8. Vậy mình sẽ so sánh đến hàng trăm. Hàng trăm số này là 3. Số này là 3, nhưng số này lại là 1. Vậy đây sẽ là số bé nhất, nên số đầu tiên chúng ta viết đó là 8.136. Giờ mình so sánh hai số này với nhau, hàng trăm giống nhau rồi. Mình so sánh đến hàng chục. Hàng chục ở đây là 1, nhưng hàng chục ở đây là 6. Vậy rõ ràng là 1 nhỏ hơn 6, nên là 8.316 sẽ phải nhỏ hơn là 8.361. Và chúng ta viết theo thứ tự từ bé đến lớn giống như các em thấy ở đây. Và các em phải viết là vợ nhé. Đến 3 số tiếp theo, ở đây tất cả đều là 5.000. Hàng trăm, 7, 7, 7 đều là 7. Vậy chúng ta sẽ so sánh đến con số hàng chục. Ở đây là 2, đây là 4, đây là 4. Vậy chữ số nhỏ nhất của chúng ta ở đây nó chính là 5.724. Sau đó chúng ta so sánh tiếp hai con này với nhau. Thì hàng chục đều là 4 rồi, nhưng hàng đơn vị số này là 2, số này là 0. Vậy rõ ràng là 0 nhỏ hơn 2, nên cái số tiếp theo chúng ta phải viết đó là 5.740. Và số cuối cùng đó là 5.742. Tiếp tục, ba con số cuối cùng ở trong phần C. Đây đều là số có 5 chữ số. Ở đây là 60.000, 60.000 và 60.000. Nhưng hàng nghìn ở đây là 4, ở đây là 4, còn ở đây chỉ là 3 thôi. Do đó là con số này sẽ là con số nhỏ nhất trong 3 con số người ta cho. Chúng ta sẽ viết lại là 63.841 sẽ là số nhỏ nhất. Còn lại hai số này mình so sánh với nhau. Hàng trăm là 8, ở đây hàng trăm cũng là 8. Hàng chục là 3, nhưng hàng chục ở đây chỉ là 1 thôi. Thế nên là 64.813 sẽ là số nhỏ hơn. 64.813. Và số còn lại đó là 64.831. Chúng ta đã xong hai bài rồi.
Chúng ta chuyển đến bài số 3. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé. Vậy có nghĩa là lớn thì viết trước và bé thì viết sau. Ở đây chúng ta có 4 số, vậy chúng ta xem số nào lớn nhất thì mình viết đầu tiên. Tất cả ở đây các em thấy đều là số có 4 chữ số. 1942, 1978, 1952, 1984. Vậy thì mình thấy là hàng nghìn đều là 1, hàng trăm đều là 9. Do đó chúng ta sẽ so sánh đến hàng chục. Hàng chục ở đây là 4, 7, 5, 8. Vậy rõ ràng hàng chục mà có số 8 này sẽ là lớn nhất rồi, nên số lớn nhất của chúng ta sẽ là 1984. Sau đó đến số 1978. Sau đó sẽ đến số 1952. Và cuối cùng đó là 1942. Con B của chúng ta, phép B của chúng ta gồm có 1890, 1945, 1969 và 1954. Vậy thì mình thấy là đây là 1890. Hàng nghìn đều là 1, 1, 1, 1. Hàng trăm là 8, hàng trăm là 9, 9, 9. Vậy thì con số này nó sẽ là con số nhỏ nhất, chúng ta sẽ viết nó ở cuối cùng. Bởi vì từ lớn đến bé mà. Số cuối cùng của chúng ta đó chính là 1890. Còn ba số này chúng ta so sánh với nhau. Hàng nghìn và hàng trăm đều là 9. Nên chúng ta sẽ so sánh đến hàng chục. Hàng chục ở đây là 4, hàng chục ở đây là 6, hàng chục ở đây là 5. Vậy số này sẽ là số lớn nhất, sau đó đến số này và cuối cùng là đến đây. Nên theo thứ tự từ lớn đến bé mình sẽ viết được là 1969, 1954, 1945 và chữ số cuối cùng đó là 1890, giống như các em thấy ở đây. Vậy chúng ta đã cùng nhau hoàn thành 3 cái bài tập ở trang 22 rồi. Rất là nhanh chóng đúng không em? Chúc em học tập thật tốt nhé. Buổi sau cô sẽ chữa các bài tập liên quan đến phần luyện tập ở trang 22. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại.